Ồ, cái loại bánh gì chị? Bánh lá mơn. À, bánh lá mơn. Đang sản phẩm dự thi đó. Sản phẩm dự thi rồi. Thi hồi sáng rồi chị. Mình trang trí đẹp ghê ha. Trang trí đẹp đẹp. Wow. Cái này có chủ đề gì không chị á? Tự nhiên. Lá cành vậy đó. Yeah. Tay bên là màu phẩm, màu tự nhiên thôi cái. Năm nay làm xu hướng là màu tự nhiên hết. Giờ giới trẻ giờ đâu có ai mà. Màu này là màu nước pha từ hoa đậu biếc, còn cái này là từ lá cẩm. Cẩm là màu tím. Còn cái mà màu đen kia là lấy từ lá mơ. Lá mơ. Lá mơ màu đen. Dạ, bánh bò. Bánh bò nướng làm bằng đường thốt nốt. Dạ. Lá dứa nữa. Dạ. Lá dứa. Nhìn cái màu nó đẹp, nó dạ. Nó bồng bồng. Dạ. Còn cái bánh này bánh gì à bánh? Bánh lá mơ hả? Lá mơ đó. Đẹp quá, đẹp quá. Đó, bánh bò. Bánh lá. Bánh tầm, có nhiều màu sắc. Bánh tầm nó khoai mì. Đơn giản là để thích ăn. Làm bằng khoai mì. Này
bánh da lợn. Ở đây mình kêu bánh da lợn hay bánh da heo ạ? Bánh da lợn. Da lợn. Kêu bánh da heo là tại người ta kêu tiếng. Dạ. Bánh da lợn nghe đó hay nha. Cái này nó làm cái gấp màu á, màu màu tự nhiên không á. Dạ. Củ dền, chú thử không? Chú thử coi, món đơn giản mà ngon. Yeah.